Xin chào cô chú anh chị, em Nguyễn Hoàng xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một ngôi nhà nằm ở vị trí đường chiến lược. Đường chiến lược này thì đường cái là nhà vị trí của nhà mình nó thông ra tới đường Trương Quốc Phan luôn cô chú anh chị ha, và thông ra ngay chợ Trương Quốc Phan luôn, Bình Trị Đông mới, chợ Bình Trị Đông mới nha cô chú anh chị. Hướng này nè, cô chú anh chị đi thẳng ra là ra mặt tiền của đường chiến lược. Nhà mình thì chỉ có một sẹt của đường chiến lược thôi cô chú anh chị ha. Còn ở trong cái hẻm này luôn, có sẽ có một cái vị trí đường mà mình để thông ra tới đường Trương Phước Phan luôn, rất là thuận tiện luôn. Mình đi chợ, mình đi cái đường đó, mình thông ra đường Trương Phước Phan luôn, rất là gần cô chú chị ha. Đó. Và đường cái là gần chợ luôn, gần chợ Trương Phước Phan và chợ Bình Trị Đông. Đó. Ở ngay chỗ đường Bình Trị Đông luôn. Đó. Thì cái căn nhà của mình á là ngang là 2m8 và chiều sâu vô là 9m, và nhà mình thì tấp hậu nhẹ cô chú chị ha. Tấp hậu nhẹ. Thì tí nữa em sẽ đi vào bên trong review cho cô chú anh chị xem. Thì đường trước nhà của mình đó là đường 4m5 đến 5m đó, như xe hơi, xe máy đồ đó, cô chú anh chị thấy không, xe máy đồ đậu trước nhà thoải mái luôn. Khu này là khu an ninh nha, đó, khu dân cư hiện hữu. Nhà mình thì đã có lộ giới sẵn rồi và đã cắt lộ giới là 0,5m cô chú anh chị ha, 0,5m đó, lộ giới là 0,5m. Nhà thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng chính chủ luôn đó, sang tên liền công chứng liền trong ngày luôn. Nhà thì được cái là 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh, một phòng kính và một phòng thở. Nhà thì hiện tại là chủ sẽ tặng một số nội thất cho cô chú anh chị, như chẳng hạn như một máy lạnh, một máy giặt, một tủ lạnh và hai cái quạt cho cô chú anh chị đó. Thì giờ cùng mời cô chú anh chị vào mình tham quan bên trong của ngôi nhà. Còn tí nữa em sẽ có một cái đoạn video để mình đi thẳng từ đường cái hẻm mà thông từ chiến lược mình thông ra tới chợ luôn cô chú anh chị ha. Cái vị trí ngôi nhà mình là vị trí nhà này nha. Và giờ em sẽ chạy ra đường thông ra ngay chỗ chợ Trương Phước Phan cho cô chú anh chị xem nha. Chợ Bình Trị Đông. Bình Trị Đông mới nè. Đó. Đó, hướng này nè, hướng này là mình sẽ thông ra chợ nè nha. Đó, mình tới đây mình để trái nữa cái nữa cô chú anh chị ha. Đó, thông hướng này sẽ thông ra chợ luôn. Đó, thông ra chợ rất là thuận tiện trong cái việc mà mình nhiều khi mình cần đi mua đi chợ thì mình đi đường này cho nó gần đó, mình đi bộ tầm 3 phút là tới chợ rồi cô chú anh chị ơi. Chợ này thì đường cá là chỉ bán buổi sáng nha cô chú anh chị, buổi tối thì hiện tại là chợ không có bán đó. Hướng này nè, hướng ngược lại này nè, mình sẽ đi về lại chiến lược cô chú anh chị ha. Còn chợ của mình thì đang ở đây, đây chợ Bình Trị Đông nè. Đó, chợ Bình Trị Đông mà nằm ở đây cô chú anh chị ha. Đó, còn hướng này mình chạy lên nữa, mình đi thẳng lên thì mình ra được Tân Hòa Đông, vị trí đường Tân Hòa Đông cô chú chị. Đó, thì cái căn nhà mà em chuẩn bị sắp giới thiệu thì giờ cùng mời cô chú anh chị vào tham quan bên trong ngôi nhà nha. Đó, thì đây là cái vị trí ngôi nhà mà em muốn giới thiệu nha. Nhà mình là nhà một trệt nè, một lầu nè, nhà hiện tại đang nằm ở hướng tây đó. Còn đây là vị trí đường trước nhà nè, đường trước nhà rộng tầm 4m5 đến 5m. Nhà mình là nhà hẻm cục nha cô chú anh chị. Ở nhà hẻm cục, số nhà của nhà mình là 212/39 đường chiến lược, thuộc khu phố 8 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân đó. Hướng này mình đi thẳng ra luôn mà mình sẽ ra được mặt tiền của đường chiến lược. Sẽ có một cái hẻm nhỏ nhỏ bên kia, thì em cũng đã ghép cái video, em cũng đã review cái đường đi mà từ nhà mình mà ra tới chợ rồi cô chú anh chị ha, ra tới chợ Bình Trị Đông luôn. Còn mà nếu mà đi thẳng ra mình rẽ phải là mình sẽ ra được chợ Bình Trị Đông, cái đường ở trên đường Bình Trị Đông luôn. Thì ngôi nhà của mình đó là nhà hướng tây, nhà được thiết kế là một trệt một lầu đó, một trệt một lầu nè cô chú anh chị. Đó, nhà được thiết kế một trệt một lầu, ở dưới đây là khoảng không gian nè đó, không gian phòng khách. Đường cái đó là nhà mình có tiệc tùng cái gì á thì mình để xe ngồi đây rất là thoải mái nha. Mình để ở đây cho thì cũng khoảng được là 5-6 chiếc xe luôn nè. Ở đây 3 chiếc là thoải mái luôn, 5-6 chiếc xe thoải mái. Đó.
Còn ở phòng còn bên trong, thì mình cũng để được một bộ bàn ghế. Ở bên này mình để khuôn viên mình để xe, ở bên kia mình để bàn ghế để mình xem, mình để tivi trên đây. Đó, rất là tuyệt vời. Nhà mình thì được ốp nhựa PVC hết nha cô chú anh chị. Đó, đây là những cái miếng nhựa nè, ốp hết toàn bộ luôn. Và lam giả gỗ, bên này là lam giả gỗ nè. Bên này là hai miếng lam giả gỗ ở giữa nè. Rồi nhựa PVC ở đây, ở trên là có chữ phúc lộc thọ. Đó, giúp cho cái điều may mắn gì về tới gia chủ mới của chú anh chị ha. Đặc biệt nhà mình hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp luôn. Đó, như cô chú anh chị cũng sẽ thấy ở cái đèn này thì nó có hai chế độ nè, một chế độ xanh và một chế độ trắng nữa. Ở bên kia thì cũng đã thiết kế một cái quà cái đồng hồ rồi. Đó, đây tủ lạnh nè. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị. Đó, hiện tại anh chủ đã thiết kế một cái kệ rồi để cái máy giặt lên đây, còn tủ lạnh thì mình sẽ để đây nha cô chú anh chị ha. Đường ống máy giặt đã cấp sẵn luôn rồi. Đó, đường ống máy giặt đã đi sẵn cho cô chú anh chị hết luôn rồi. Đó, rất là tuyệt vời luôn, anh chủ anh tinh tế quá cô chú anh chị ha. Đó, đầy đủ hết toàn bộ luôn, nhà mới cho cô chú anh chị vào ở ngay luôn. Đó, đây là khoảng không gian kệ tủ nè. Tủ thì có tủ nhôm. Đó, tủ ở trên là nhôm, ở dưới cũng nhôm luôn. Bề mặt thì bề mặt đá hoa cương. Đó, ở đây là vòi nước nè, vòi rửa tay nè. Đó, nước rất là mạnh nha cô chú anh chị, nước máy đàng hoàng luôn. Còn cái này á là thiết kế cái mình nước rửa chén á cô chú anh chị. Ở bên trong này sẽ có nước rửa chén nè cô chú anh chị ha. Đó, nước rửa chén nè cô chú anh chị, nước rửa chén mình bơm lên. Đó, mình nhấn cái đó là mình bơm lên luôn cô chú anh chị ha, rất là thuận tiện luôn. Đó, phải nói là quá là tuyệt vời. Còn đây là toilet, toilet nhà mình đây. Đó, có cửa nhôm sinh pha nha, cửa nhôm sinh pha loại 1. Còn gạch thì được thiết kế là tầm 3m, ốp tầm 3m, có cái khuy móc áo luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị ơi. Đó, quá trời là đẹp luôn. Nhà mình là ngang 2m8 và dài vô trong là 9m và tóp hậu nhẹ nha cô chú anh chị ha. Đó, nhưng mà mình vẫn được cái khoảng không gian phòng khách nè. Đó, phòng khách rất là rộng luôn. Đó, này mình cầu thang mình đi lên. Đó, cầu thang mình đi lên này cô chú anh chị. Đó, cầu thang đi lên. Ở đây là một phòng ở nè. Nhà mình thì ở đây là một phòng ở nha cô chú anh chị ha. Một phòng ở, một phòng kính. Ở đây là phòng ở. Phòng ở thì nằm ở vị trí này. Để em sẽ đi qua đây, có ô giếng trời cho cô chú chị xem luôn nè. Đó, ô giếng trời được làm bằng tôn sáng nha. Đó, tôn sáng. Đó, còn khoảng không gian này nè, mình nhìn từ đây ra nè, một phòng kính ở ngoài và một phòng hở ở đây. Đó, nhà thì có quạt nha, quạt trần nè. Ở phòng bên kia cũng có quạt luôn, ở dưới có quạt luôn, là tổng cộng là có 3 cái quạt. Và tặng cho cô chú chị một cái máy lạnh luôn nha cô chú chị ha. Đó, phòng kính nè, được thiết kế bằng cửa nhôm nè. Đó, cửa nhôm kéo luồng nè. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị. Đó, đây là phòng kính. Đó, rèm cửa đồ đầy đủ hết, mới. Đó, có ban công luôn. Nhà mình có ban công phơi đồ luôn. Mình để mình phơi đồ ở đây, mình làm cái xào áo mình phơi đồ ở đây nha. Đó, mình hàng hai cái bát hai bên để hai cái cây phơi đồ. Đó, tuyệt vời luôn, còn gì bằng nữa cô chú anh chị. Hoặc là mình để một cái xào đồ ở đây nè. Đó, mình phơi đồ ở đây, có lan can luôn, lan can tầm 1m. Đó, đường trước nhà rộng từ 4,5m đến 5m nha cô chú anh chị ha. Đó, đó, quá trời là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, với mức giá là 1,8 thôi 60 triệu nha cô chú anh chị ha. Đợt trước là chủ kêu tới 1,9 luôn, nhưng mà đợt này chủ bớt cho cô chú anh chị, giảm xuống còn 1,860 nha cô chú anh chị ha. 1,860 này thì vẫn còn bớt nha cô chú anh chị, bớt lọc cho cô chú anh chị luôn. Hả, cô chú anh chị nào thiện chí thì mình qua mình gặp mình thương lượng trực tiếp chính chủ luôn nha. Giá này thì còn bớt lọc cho cô chú anh chị thôi. Hả, 1,860 cô chú anh chị ha. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.